Vâng, chào buổi sáng trở lại với những thông tin về thời tiết. Còn nhớ năm ngoái thì các em học sinh ở Hà Nội khi mà đi thi thì phải đội mưa để thi vào lớp 10. Trái lại năm nay kỳ thi lại đúng vào đợt nắng nóng. Diễn biến cụ thể về thời tiết ngày hôm nay và nhiệt độ từ khung giờ như thế nào chị Chi? Dạ vâng, ngày hôm nay thì ở thủ đô Hà Nội trời sẽ nóng ngay từ sáng chị Huyền ạ. Ở thời điểm diễn ra khung giờ thi buổi sáng thì sẽ là cảm giác nóng oi và bức bối bởi vì nhiệt độ là từ 30 cho đến 34 độ, kèm theo độ ẩm cao hầu hết đều trên 61%. Đến khung giờ thi buổi chiều thì trời sẽ nắng rát khi mà nhiệt độ tăng lên tới 36 cho đến 37 độ. Quý vị phụ huynh chúng ta chú ý là hãy chuẩn bị sẵn một chai nước uống và nhắc các con là mặc trang phục rộng rãi và thoáng mát. Dự báo là nắng nóng sẽ còn diễn ra trong 2 ngày thi tiếp theo. Ngày mai thì mức độ nắng nóng sẽ vẫn gay gắt như ngày hôm nay là 37 độ. Đến ngày thi cuối thì nhiệt độ giảm nhẹ 1 độ xuống chỉ còn 36 độ. Vâng ạ, như vậy là phụ huynh thì hãy chú ý là chuẩn bị các biện pháp phòng chống nắng cho các con để các em có sức khỏe thật tốt khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Không chỉ Hà Nội mà các nơi khác ở miền Bắc ngày hôm nay cũng nắng nóng lắm đúng không chị? Dạ vâng ạ, ngày hôm nay thì vùng nóng sẽ mở rộng từ đồng bằng lên cả trung du và vùng núi, gần như là bao trọn cả khu vực Bắc Bộ chị Huyền ạ. Trong đó thì nhiệt độ cao nhất dự báo sẽ là từ 35 đến 37 độ và có những nơi nhiệt độ còn có thể lên trên 37 độ. Ở miền Trung thì vùng nắng nóng dự báo là vẫn trải rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên, thế nhưng cường độ thì sẽ gay gắt hơn. Xuất hiện các điểm nhiệt trên 39 độ ở vùng núi của Nghệ An, các nơi khác phổ biến từ 35 đến 38 độ. Thời gian có mức nhiệt trên 35 độ cũng sẽ kéo dài hơn những ngày trước, dự báo là từ 12 cho đến 17 giờ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì điều cần lưu ý đó là khả năng xuất hiện lốc sét và mưa to cục bộ trong cơn dông vào chiều tối nay. Khu vực mưa nhiều đó là phía bắc của miền Đông và ven biên giới phía Tây từ Long An trở xuống đến Cà Mau. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, trời có mưa vài nơi, gió nhẹ. Với huyện đảo Hoàng Sa, trời có nắng, gió ở đây khoảng cấp 4 đến cấp 5. Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bảng nền nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong 3 ngày tới.